chào cả nhà nhé. Hôm nay đưa quý vị đi thăm đi khu trung tâm mua sắm Yomo ở quận Tân Phú nha. Tại thì mình đang có mặt ở trên lầu 2. Bây giờ sẽ đưa quý vị đi tham quan những cái khu mua sắm cũng như là vui chơi, ăn uống và ẩm thực ở đây nhé. Nhưng bo ngày hôm nay thì cuối tuần nên là cũng rất là đông. Đây cái khu ăn uống rồi quý vị. Đây có món món Huế này. Món Huế là một đồ món ăn Nhật Bản. Đây. Đây có các món lẩu này, lẩu dừa, cơm này, mì này. Đây là đồ ăn Nhật Bản nhé. Nhấp dễ thương quá. Chè đồ đặc biệt này, thạch. Chè đồ. Đây là món mì udon Nhật Bản. Cái này có giá này 89.000, 69.000, 70.000. Rất là nhiều món khác nhau như vậy. Giá thì tầm cỡ từ 60 đến 80 đến 90.000 nhé. Một hũ này này, một cái nồi này. Đây là món thịt hun khói này, thịt nướng hun khói. Thịt heo hun khói. Bên đây là chả giò nha quý vị. Đây là sushi. Kim chi nha quý vị. Đây các món ăn của Việt Nam nha quý vị, như là gỏi cuốn nguyên nơm này, gà ta lên mẹt, bún nem rán, chè ngọc trai nhũ sắc, lẩu dưa cua bắp bò. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng ở đây nhé. Đây là cái không gian tái hiện lại cái ngôi nhà của bạn ngày xưa này. Đây có cái tivi này, quạt, rèm cửa này. Cầu thang.
là bộ bàn ghế gỗ rất là dễ thương như vậy. Trên này là cái khu ẩm thực ăn uống ở trên này nha quý vị. Ở đây có làm theo đường. Đây là theo đường nhé. Ly kẹo bông gòn 25k một ly nhé. Đây kẹo bông gòn rất là đẹp. Đây cái kẹo này nha, không phải nhìn rất là đẹp nhé. Đây là cái khu ẩm thực này. Kiên sẽ đi một vòng tham quan cái khu ăn uống ở đây nha quý vị. Cho quý vị từ trong yêu mo nhìn ra cái bãi gửi xe đấy nhá, nhìn rất là đẹp nha quý vị. Và đây là cái đường bờ bao Tân Thắng nha quý vị. Ở đây có một cái bãi gửi xe hầm dành cho ô tô xe máy bên dưới này. Rồi, chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng mới chào quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Làm việc thật là hiệu quả, thành công nhé quý vị ơi.